Dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần, các cấp mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy đã phối hợp với các tổ chức thành viên dân động xã hội hóa và trao tặng trên 10.560 phần quà cho các đối tượng với tổng trị giá hơn 3 tỷ 800 triệu đồng và một số hàng hóa nhu yếu phẩm khác. Trong đó, Quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận đã trao trên 1.950 phần quà trị giá mỗi phần quà từ 350.000 đồng đến 1 triệu đồng, tổng trị giá 924 triệu đồng. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam 8 phường đã trao trên 8.600 phần quà, trị giá trên 2 tỷ 880 triệu đồng.